3, 2, 1, bắt đầu. Ui, Dương ơi, toàn rồi Dương ơi. Thế là lỡ rồi, mẹ anh không giữ được lời hứa với mẹ anh rồi. Này, anh mè mè cái mồm thôi. Anh nói hoang hoang thì anh cứ tại tưởng em làm gì anh đấy. Mà có gì đâu. Anh đâu có cần em gì nhất chuyện đâu. Ui, anh đã lỡ nói với mẹ anh là anh xin lại kỹ bằng nghề hướng dẫn viên du lịch rồi. Bây giờ không được. Còn sao đâu, bây giờ mình không làm được hướng dẫn viên du lịch thì dục dịch quay lại nghề bán hàng rong. Ừ, mà em nói anh mới nhớ, mẹ anh cũng bảo là anh hợp với nghề này á. Ừ, mẹ anh không bảo thì em cũng thấy là anh hợp với nghề bán hàng rong đấy. Ừ, chắc anh phải bán hàng rong cả đời rồi. Mẹ anh cũng bảo thế. Thôi em bảo này, đừng có buồn nữa. Bây giờ anh em mình ra ngoài đi ăn cho nó khuây khỏa nhá. Mấy ngày này đi học không mà có đi bán đâu, làm gì có tiền. Có tiền. Được rồi, để em mời. Thế bây giờ anh thích ăn ốc luộc, nem rán hay là quẩy nóng nào? Mẹ anh bảo nếu mà ăn hết những món đó là mới ngon, càng tốt. Đúng rồi, giúp người tốn tiền mà. Tôi đi. Thank you. Gửi thank you. Máy nối, nối nha. 3, 2, 1, nối, bắt đầu. Đúng là giúp người thì tốn tiền mà. Tôi đi. Thank you. Cắt rồi. Cái gì? Mình chơi chỗ luôn anh nhỉ? Chắc là anh đi cả ngày đấy, mẹ hơi ra mùi tí. Bây giờ anh ra tắm nhá. Ừ thì anh đi tắm đi. Chờ anh nhá. Em chờ. Ngồi đi nhá. Cắt rồi, mấy anh kia vào đây. Này, dâm thánh này. Mẹ có lời hoài. Nhanh lên. Lắm nè. Mở ra. Mày đâu, mày ra rồi. Ôi trời ơi, mày. Nhanh. Trừng thại quá. Nhanh lên. Tao đâu. Đây. Đâu. Có xin cái gì đây. Nhanh lên nào. Mày đẩy luôn ra cũng được. Rồi, cái này các bạn thấy không? Mình ăn quả này hơi nhiều ruốc. Chân hơi nhiều ruốc. Chúng ta. Chúng ta. Thì cái nằm ngủ nó nghĩ như chết rồi chứ. Máy. Máy chạy này. Em đừng có trùng người quá thế này. Máy chạy chưa? Máy chạy. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, em ơi. Sao ngủ sớm thế? Ui, trời ơi. Ui, trời ơi. Thảy thế này thì kỹ này thì mới thích nhỉ. Theo ý kiến của em ấy thì để cho Thanh Hương nện một bài nữa. Xong ca đi. Chúng ta sẽ được thưởng thức giọng ca của ca sĩ
đỉnh cao. Ai hát bài này rồi? Em nhầm ạ. Hay là em quay em không live stream đâu. Đấy, đấy con vợ Jimmy Phúc. Con vợ Jimmy Hồng Anh. Con vợ Jimmy Phẩm. Con vợ kia tên Jimmy này tao chưa nhớ. Jimmy Hà đúng rồi. Jimmy Hà. Đây là Jimmy Ngân. Đấy. Đây cũng là Jimmy Hà luôn. Nhiều lắm. Đây là Hà Gái. Hà Cái kia là được. Đấy. Dù có tên nơi những đắng cay trong ngày mai, tâm mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ đã không bao giờ phai. Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đồng chẳng cần bận tâm hay nghĩ gì, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng trở nên buồn đi. Và nếu bây giờ đây em nói một lời. Đột một khác đúng không? Thôi, quay thế thôi, tạm biệt mọi người. 3